Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm có view ôm trọn Đà Lạt, thưởng thức món cháo sườn thơm ngon trong những ngày lạnh giá và khám phá cà phê sách tại cao nguyên Chi Linh. Nhưng trước hết, mời quý vị điểm qua những thông tin du lịch mới nhất tại Lâm Đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi các địa phương về việc phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh mùa lễ hội đang đến gần. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tổ chức các phương án về đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động, khách du lịch, người tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, khách tham quan bảo tàng và các di sản văn hóa, người tham gia lễ hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết sẽ tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội để đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, trong thời gian qua, ngành du lịch Lâm Đồng đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gắn với khôi phục và phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã thường xuyên cập nhật, theo dõi và báo cáo thông tin tình hình khách du lịch đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, kêu gọi khuyến khích các đơn vị đăng ký hỗ trợ sử dụng cơ sở lưu trú du lịch làm điểm phục vụ cách ly cho đội ngũ cán bộ y tế và các cán bộ khác làm nhiệm vụ phòng chống dịch của tỉnh, tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đề xuất giải pháp ứng phó với ảnh hưởng từ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế cấp phát 10.000 tờ rơi hướng dẫn các phòng chống COVID-19 cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổ chức cuộc họp với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh để triển khai các hoạt động du lịch năm 2020, đồng thời đề xuất giải pháp ứng phó với ảnh hưởng từ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Trong thời gian tới, cao điểm mùa du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch phối hợp cùng các sở ban ngành tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tích cực, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân đi du lịch. Đà Lạt ngày tháng 5 là một tên quán cà phê, đồng thời là rạp hát nằm trên con đường Đống Đa, Đà Lạt. Với view ngoài trời tuyệt đẹp, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh Đà Lạt khi đến đây. Mới đây, địa điểm này đã tổ chức show ca nhạc với chủ đề Ngày trở về, thu hút đông đảo khán giả tới tham dự. Mời quý vị cùng đến với địa điểm này ngay sau đây. Nằm trong khuôn viên trên cao của khu du lịch cáp treo Đà Lạt, quán cà phê Đà Lạt ngày tháng 5 có không gian mở với view ôm trọn thành phố Đà Lạt từ trên cao. Tại đây, du khách có thể nhìn toàn cảnh Đà Lạt, dù là ban ngày hay ban đêm, thì cảnh sắc từ đây nhìn xuống vẫn khiến cho bạn có cảm giác lâng lâng. Không chỉ dừng lại ở view đẹp, nơi đây còn là địa điểm diễn ra những show ca nhạc, triển lãm văn hóa do các bạn trẻ tổ chức, với mỗi đêm là mỗi chủ đề khác nhau, với mong muốn giữ gìn nét đẹp của văn hóa Đà Lạt. Cái dự án Đà Lạt ngày tháng 5 thì cũng không phải là quá mới nữa. Nó đã có hình thành vào tròn một năm rồi ạ. Vào năm ngoái, vào đúng cái dịch Covid lần 1. Thì cái câu chuyện của lần đó đó là tái hiện lại những cái ký ức xưa của Đà Lạt bằng nhạc ca nhạc xưa. Nhưng mà sau dịch thì làm cho team tụi em thì đã có thay đổi cả địa điểm, cả concept. Bằng cách là thay từ cái câu chuyện mà tái hiện sẽ trở thành câu chuyện tiếp nối những cái giá trị, những cái văn hóa của Đà Lạt bằng một cái cách trẻ trung hơn, dễ tiếp cận với những người trẻ hơn. Và mong rằng nơi đây thì không chỉ là một cái quán cà phê đẹp có view ôm trọn thành phố ban ngày, mà ban đêm là một cái nơi có những cái sản phẩm về nghệ thuật, nó sẽ linh động, nó không chỉ là hát mà sẽ là có kịch, có talk show, có biểu diễn thời trang hoặc là có hài độc thoại, sẽ đa dạng hóa sản phẩm hơn để cho du khách du lịch và địa phương có thể trải nghiệm. Và tất cả những cái sản phẩm nghệ thuật đó đều xoay quanh cái câu chuyện đó, là câu chuyện văn hóa, con người và giá trị của Đà Lạt hiện tại và hồi xưa. Nhạc kịch, một trong những thể loại ca nhạc khá lạ ở Đà Lạt, được công diễn với chủ đề văn hóa Đà Lạt,
những kỷ niệm Đà Lạt xưa cũ hay trình diễn thời trang đồ cũ, còn gọi là đồ si, rất nổi tiếng tại Đà Lạt, được các diễn viên không chuyên tái hiện rất hấp dẫn, thu hút sự chú ý của du khách. Thì khi mà đến đây thì rất là ngạc nhiên là Đà Lạt có một cái chỗ nó tuyệt vời như vậy. Mình nghĩ là các bạn trẻ bây giờ rất là có những cái ý tưởng, có những cái suy nghĩ về cái việc gìn giữ cái văn hóa và thể hiện được những cái sự sáng tạo của các bạn, nhưng mà cũng lưu lại những cái điều gọi là như là ngày xưa. Thực ra rất là mê, rất là thích cái chỗ này luôn á. Được biết những show diễn như thế này sẽ được tổ chức định kỳ tại quán cà phê này. Thế nên đến với địa điểm này, ngoài thưởng thức những ly cà phê ngon, ngắm cảnh toàn thành phố, thì nếu may mắn, bạn còn có thể được thưởng thức những show ca nhạc không giống với bất cứ nơi nào. Bạn đừng quên bỏ túi thêm địa chỉ của Đà Lạt ngày tháng năm nhé. Cháo sườn là một trong những món đặc trưng đến từ thủ đô Hà Nội. Một phần cháo mịn, béo ngậy, bên trên có thêm vài cục sườn non, thêm một chút hành phi, tiêu, ngò, thịt băm nữa. Ấy vậy đã làm nên bận không ít các tín đồ ẩm thực. Vì ở Đà Lạt mà thèm cháo sườn thì ăn ở đâu? Hãy cùng Hải Yến khám phá ngay sau đây nhé! Nằm trong con hẻm nhỏ số 5E, đường Trần Hưng Đạo, quán cháo sườn A Béo mới chỉ mở cửa vài tháng trở lại đây. Thế nhưng lại là địa điểm hấp dẫn rất nhiều thực khách. Không chỉ khách du lịch mà còn là điểm đến thường xuyên của những người dân địa phương. Cháo sườn vốn là món ăn rất nổi tiếng của Hà Nội, thường được bày bán bên những quán gánh hay những xe đẩy vỉa hè. Thế nhưng lại là món ăn gây thương nhớ cho bao thế hệ. Chính vì thế, món cháo sườn đã đến với Đà Lạt và người dân Đà Lạt có thể thưởng thức món cháo sườn rất hấp dẫn này. Đà Lạt á, thì mình muốn kiếm một tiệm cháo để mình ăn á, thì em thấy là ở trên đây ít loại cháo, với lại ở trên Đà Lạt nó là chưa có cháo sườn của giống của người Hà Nội với người Sài Gòn, thì em mới có ý tưởng trong đầu là hay là mình lên Đà Lạt mình mở một tiệm cháo sườn để phục vụ cho người dân địa phương Đà Lạt với khách du lịch Đà Lạt. Ngồi trong không gian quán được thiết kế khá xinh xắn, bạn vừa có thể sống ảo với vô vàn tấm hình đẹp trong khi chờ đợi món cháo, vừa hít hà không khí trong lành trong những ngày cuối năm khá lạnh giá này. Tô cháo sườn nóng hổi thơm mùi hành tiêu với bánh quẩy và những món ăn đi kèm phù hợp lại rất hợp lý khi ăn sáng, thậm chí là ăn trưa hay ăn tối. Chị rất là hay ăn ở đây. Cháo ở đây thì nói chung là nó có một cái đặc biệt là quán nấu rất là chất lượng. Nói chung là thực phẩm với lại từ cháo cho đến thịt, rồi các nguyên liệu là rất là các bạn nấu ở đây rất là tốt, rất là sạch sẽ. Cho nên là mình rất là thích. Với nữa là cháo ở đây thì người lớn hay con nít thì ăn cũng được, rất là ngon. Ở Đà Lạt thì cũng ít quán cháo để mà người lớn và trẻ em cũng có thể ăn được. Cho nên là gia đình mình rất là hay đến đây ăn thường xuyên luôn. Cảm thấy rất là ngon miệng. Vâng, thì đây cũng lần đầu tiên mình ăn ở đây. Cái món ăn ở đây thì theo mình là rất là ngon. Cái ngon đầu tiên là nó ít dầu mỡ. Thứ hai nữa là cái vị nó rất là đậm. Ăn nó rất là cảm thấy nó ấm bụng trong những ngày thời tiết lạnh như thế này. Và cái thứ ba nữa là cái khâu vệ sinh ở quán này rất là tốt. Nhìn xung quanh đều rất là sạch. Và cách phục vụ cũng rất là chu đáo. Nên đấy là cái cảm nhận ngon của quán này. Những ngày này, nhiệt độ tại Đà Lạt khá lạnh, chỉ từ 9 đến 17 độ C. Mặc chiếc áo ấm, quấn chiếc khăn choàng và ngồi bên hàng cháo nóng, thưởng thức hương vị thơm ngon của tô cháo sườn, vừa no bụng vừa ấm lòng, để bạn có thể đủ sức đi khám phá Đà Lạt trong những ngày tuyệt đẹp này nhé. Cuộc sống với sự xuất hiện của smartphone đã làm cho chúng ta lười đọc sách. Đây là một việc không tốt cho sự phát triển của não bộ, cũng như việc thu thập kiến thức. Thế nhưng, nếu quý vị dừng chân ở cao nguyên Di Linh, đến với quán cà phê ngoại ô nằm trên con đường Phạm Ngũ Lão,
hẳn quý vị sẽ ngạc nhiên bởi nơi đây có một tủ sách đồ sộ và luôn thu hút nhiều bạn đọc mọi lứa tuổi. Một hành trình khám phá kỳ này, mời các bạn cùng phóng viên Kiều Anh ghé thăm địa điểm này nhé. Một không gian khép kín, tĩnh lặng và cà phê chỉ là gia vị cho những khách hàng thưởng thức thú vui đọc sách. Đây là một phong cách cà phê không quá mới mẻ trong những năm gần đây và dần lan tỏa trên mọi miền tổ quốc. Chủ nhân của quán cà phê ngoại ô là một cán bộ về hưu, rất yêu văn hóa đọc sách và mong muốn lan tỏa tinh thần đọc sách đến với những người yêu sách. Ông đã vận động sự đóng góp của người thân, bạn bè và cả trung tâm văn hóa huyện Di Linh để tạo nên sự sinh động đa dạng cho tủ sách. Khi về hưu thì mình nghĩ rằng là sẽ có ít việc làm. Và qua thực tế thì mình thấy rằng cái nhu cầu đến với sách rất nhiều. Tuy nhiên là thư viện thì ở xa và không phải bất cứ ai cũng có điều kiện đến thư viện. Bởi vậy cho nên là mình cũng nghĩ rằng là nếu như mà có một cái tủ sách thì có thể thu hút được nhiều người đến tham quan và đọc. Và thực ra thì khi mà mình mở cái quán cà phê này thì mình nghĩ rằng là tạo ra một cái điểm vừa vui, giải trí và làm cho mọi người có thể đến được với sách. Bởi vì bây giờ nếu như người dân mà người ta chỉ thiếu thông tin, thiếu hiểu biết thì người ta mới không phát triển được. Nếu như người ta biết nhiều thì rõ ràng dân trí của mình phát triển. Đồng thời là cũng muốn cho tất cả những người mà hưu trí như mình có cái không gian vừa thư giãn, vừa tham gia sách báo mà trong thời kỳ làm việc thì không có thời gian để đọc, để nghiên cứu. Di Linh với vô vàn quán cà phê, nhưng để tìm được quán cà phê sách như thế này thì không phải nơi nào cũng có. Không như những quán cà phê thông thường khác, khách hàng vào đây ngoài chọn lựa đồ uống thì có thể thoải mái lựa chọn những đầu sách yêu thích và thưởng thức. Chỉ cần chọn một tách cà phê, một ấm trà, một quyển sách yêu thích là bạn có thể thông thả ngồi ngẫm nghĩ và đọc sách hàng giờ đồng hồ. Cách đến với quán cũng rất đa dạng, từ các cán bộ hưu trí đến thanh niên, phụ nữ và cả trẻ em để có thể chọn những loại sách phù hợp với mình. Con thích rất là nhiều loại sách. Ở đây rất là nhiều sách cho nên con chọn địa điểm này để đọc sách. Vì chị thấy không gian ở đây thì rất là đẹp và rất là phù hợp. Đặc biệt là cho những anh chị em mà hiện nay thì cái việc mà đang khơi lại cái việc đọc sách ấy. Tại vì lâu nay thì mình hay xem TV rồi xem mạng nhiều. Nhưng mà trong khi đó thì đọc sách thì cũng hạn chế, nhưng mà riêng bản thân chị thì rất muốn là coi như là đọc sách và đọc trực tiếp ở những cái cuốn sách mà hàng ngày á, tức là mình thường xuyên là đọc sách, nó tốt hơn rất là nhiều, tại vì khơi lại cái văn hóa đọc sách. Đến với cà phê sách, người ta có thể tranh thủ khoảng thời gian sau giờ làm, giờ học để thư giãn, giải trí. Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, người ta có thể tìm đến đây để cảm nhận được sự yên bình, bỏ xa những xô bồ của cuộc sống thường nhật. Đối với những người yêu thích sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng, thì đây là một sự lựa chọn rất phù hợp. Thưa quý vị, với hàng ngàn cuốn sách thuộc đủ mọi chủ đề, đủ mọi thể loại thì chắc chắn rằng khi đến đây thì quý vị có thể tìm lại được những ký ức tuổi thơ của mình thông qua những cuốn sách, hay là những không gian được quán thiết kế rất là hợp lý cho mọi đối tượng khác nhau. Và hy vọng rằng du khách cũng như là quý bạn khi mà đến với huyện Di Linh sẽ tìm được cho mình những điểm check-in mới, hay là những điểm cà phê rất thú vị như quán cà phê ngoài ô thì anh có mặt tại đây. Những hình ảnh thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình, Hải Yến xin kính chúc quý vị đón một mùa xuân như ý, đón Tết âm lịch thật vui vẻ, đầm ấm. Xin kính chào, tạm biệt.